Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngâu. Hậu ngồi hậu nghĩ về đất trồng đó các bạn, thì hậu thấy là nếu mình làm vườn mà mình cứ đi mua đất tốt về mình trồng thì cái chuyện đó ai cũng làm được, và dĩ nhiên là mình bị tốn tiền, phải không các bạn? Cho nên có cách nào mà mình chế tạo ra đất mà nó rẻ hơn nhiều mà nó vẫn tốt được không? Thành ra hôm nay hậu muốn chia sẻ với các bạn cái ý tưởng mà mình học được của anh chị Thi Hằng, xong rồi bây giờ mình mang về vườn Hạ Ngâu để mà áp dụng. Thì hậu thấy là cái xác cỏ nó có những cái giá trị đặc biệt về dinh dưỡng cho cây trồng, cũng như là nếu mình lấy xác cỏ mình trộn với compost của vườn mình tự làm, cũng như là mua một cái đất rẻ tiền nhất, thì hậu nghĩ ba cái nguyên liệu đó thôi có lẽ đủ để cho mình chế tạo ra cái đất trồng cho tốt. Vậy hôm nay mình bắt đầu ngay các bạn ha. Sau khi mình dùng cái máy lớn để mà cắt cỏ đó các bạn, thì bây giờ các bạn thấy là cái xác cỏ nó rơi xuống sân rất là nhiều này. Mà nếu mà mình không hốt lên á, thì những cái xác cỏ nhiều như thế này này, nó có thể nó làm cho cái cỏ dưới nó bị ngộp và có thể nó bị chết đó các bạn. Cho nên bây giờ mình dùng cái máy nhỏ, tại vì cái máy lớn thì nó không có cái đồ để mà hút xác cỏ lên đó. Còn cái máy nhỏ thì có. Cho nên bây giờ mình sẽ dùng máy nhỏ mình chạy qua để mà mình hốt cái xác cỏ lên mình dùng cho vườn ha. Sau khi mình chạy một chút thôi đó các bạn, thì là lập tức mình hốt lên được bằng này cỏ này. Thì mình sẽ cứ chạy vòng vòng mình hốt lên nhiều cỏ, rồi mình bắt đầu mình kiếm cách mình dùng cho vườn ha. Khi mình thu được cỏ rồi đó thì tạm thời mình đổ ra đây mình phơi nắng cho cái dung lượng nó giảm xuống các bạn ha. Chứ không có nó lổm xổm nó nhiều quá. Xong rồi mình cứ thu như vậy cho nhiều cỏ, xong rồi mình sẽ trở lại mình quay tiếp ha. Việc đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn về cái dưỡng chất của cỏ các bạn ha. Thì cỏ này rất là nhiều người dùng. Vậy thì các bạn có bao giờ thắc mắc là trong này có dưỡng chất gì không? Thì dĩ nhiên ngoài những cái vi chất ra thì mình nói về những cái phân đa lượng thôi cho nó dễ hiểu. Và mình có cái cơ sở để mình so sánh một tí các bạn ha. Vậy thì xác cỏ có phân đạm là 4%, phân phosphorus là 0.5% và phân kali là 2%. Cái này nếu các bạn nhìn thoáng thì các bạn sẽ thấy ngay là cái phân đạm khá cao phải không các bạn? Một cái vật liệu thiên nhiên miễn phí, chỉ lấy máy ra hốt vô thu hoạch rất dễ dàng, mà có cái lượng phân đạm tới 4%. Ngoài ra cả cái phần PK cũng có chứ không phải là không. Và hậu nghĩ là 0.5 thì không nhiều lắm, nhưng mà 2% là khá lắm đó các bạn. Vậy rồi mình lấy cái đó mình so sánh vào những cái thứ khác mà nổi tiếng là tốt cho vườn. Ví dụ như phân bò chẳng hạn, thì mình thấy NPK của phân bò là 3:2:1. Dĩ nhiên cái này hậu lấy cái mức trung bình ở nhiều website các bạn ha, chứ còn đưa ra một cái số cố định thì nó cũng khó. Còn phân gà thì NPK là 4:3:2. Có nghĩa là giá trị dinh dưỡng của phân gà thì rất là khá, nói về cho cây trồng đó các bạn. Nhưng mà so với xác cỏ thì các bạn thấy không, cái lượng phân đạm của cỏ so cả với phân gà rất là khá luôn này. Cho nên nói về dưỡng chất thì mình rất hài lòng với một cái vật liệu miễn phí như thế này. Xong rồi ngoài ra thì cái cỏ khiêm nhường của mình đó các bạn, thì nó lại có cái khả năng là nó trộn vào đất rất là khá, cũng như là nó phân hủy nhanh. Đó là một cái tính chất rất là quan trọng trong cái việc mà mình dùng làm đất đó các bạn.
Vì khi mà mình trộn đất vào đây, thì nếu mà mình dùng một cái vật liệu khác, ví dụ như cây xay chẳng hạn, thì có khi khoảng chừng vài năm, 2 năm nó mới mục ra hết. Còn phân cỏ thế này, xác cỏ thì có thể mục ra trong vòng 1 tháng thôi các bạn. Chính vì vậy mà Hậu quyết định là Hậu dùng nhiều xác cỏ, vì là cái phía sau, cái sân sau của Hậu đó các bạn, thì thỉnh thoảng là Hậu đi cắt cỏ và Hậu thu hoạch cỏ ở sân sau rất là an toàn. Và Hậu đã nói với công ty cắt cỏ là không có xịt thuốc cỏ dại ở sân sau, để mà khi Hậu thu hoạch thì mình yên tâm là trong đó không có hóa chất làm hại cho cây trồng các bạn ha. Cho nên cái cỏ này là cỏ an toàn. Vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu cái quá trình mình trộn đất cho vườn các bạn ha. Mình thấy mình làm như vậy này, thì cái đất trộn của mình nó rất rẻ, nó có nhiều dưỡng chất và mình chế tạo ra đất tương đối nhanh các bạn ạ. Cái đất mình dùng ngày hôm nay chính là đất keo lót các bạn, chỉ đơn giản là garden soil. Thì người ta bán cái đất này để cho mình trồng hoa cũng như là trồng rau đó các bạn. Thì cái này là một cái dạng đất mà nó rẻ nhất ở ngoài chợ này các bạn ơi. Cho nên các bạn thấy không? Cái đất như thế này người ta đã chế tạo trong này nó có nhiều các thứ rồi. Cái đất rẻ tiền này nè các bạn, trường hợp mà các bạn không có ở gần nhà mình đó, thì các bạn cũng có thể dùng đất vườn nha. Mình đánh tơi xốp nó lên, xong rồi mình trộn vào đây thay vì cái đất này cũng được. Cho nên không nhất thiết là phải đi mua đâu các bạn nhé. Và cái vật liệu thứ ba cũng như là cái cuối cùng mà mình dùng hôm nay chính là cái compost mà vườn mình tự làm. Thì mình cứ xài một thời gian rồi bây giờ cái thùng compost này nó còn bằng này. Thì hôm nay mình sẽ dùng hết cho cái việc trộn đất. Thì các bạn thấy không? Đây là cái compost mà mình làm từ rác nhà bếp này các bạn. Rác thực vật hoàn toàn. Thì Hậu cứ làm một cái lớp là rác nhà bếp, một cái lớp lá khô, rồi một cái lớp là đất rẻ tiền hoặc là đất trong vườn. Thì sau khoảng chừng 2 tháng trời thì nó trở thành compost như thế này các bạn. Đó, thì các bạn thấy không? Cái compost này nó hoàn toàn không có mùi hôi tí nào hết các bạn. Và cái mùi thiên nhiên rất là dễ chịu luôn. Hoàn toàn không có mùi hôi cả nhà ơi. Thì cái này Hậu dùng là để giới thiệu nhiều cái vi sinh vào cái hỗn hợp của mình đó các bạn. Còn cái cỏ mà mình dùng đó, không những nó là một cái vật liệu hữu cơ tốt, nó làm cho đất của mình xốp. Và quan trọng hơn, nó chính là rất là nhiều đồ ăn cho cái vi sinh các bạn ạ. Cho nên làm đất như thế này thì đơn giản là Hậu đang là giới thiệu vào cái hỗn hợp đó vi sinh và đồ ăn cho vi sinh. Thì Hậu nghĩ lâu ngày nó sẽ ăn, nó mục ra và nó trở thành cái đất tốt cho mình các bạn ạ. Bây giờ mình bắt đầu mình trộn các bạn ha. Thì Hậu sẽ dùng cái công thức là một phần cỏ khô giống như các bạn thấy đó, một phần đất rẻ tiền và một ít compost các bạn ạ. Cho nên mình bắt đầu trộn ha. Mình trộn sơ lên vậy xong rồi mình đổ compost vô luôn. Cuối cùng mình rất là hào hứng được chia sẻ với các bạn hình ảnh cái thành phẩm ngày hôm nay các bạn ơi. Như vậy là trong cái hỗn hợp đất này, mình chỉ đơn giản là có xác cỏ hoàn toàn miễn phí, đất rẻ tiền hoặc là đất trong vườn các bạn đánh tơi xốp lên, cũng như là compost mình tự làm. Như vậy thì cái này mình hy vọng sẽ là cái công thức trộn đất lâu dài, vì là nó quá rẻ tiền và những vật liệu thì mình có sẵn các bạn. Cho nên mình sẽ đưa cái này vào trong vườn, mình ủ cho nó thêm 1 tháng nữa để cho mọi thứ nó phân hủy ra. Và lúc đó thì mình sẽ bắt đầu trồng cây vô đây để xem coi nó phản ứng như thế nào. Vậy Hậu xin các anh chị và các bạn, nếu ai đã làm cái phương pháp này rồi thì cho Hậu biết là kết quả như thế nào. Còn không thì trong vài tháng nữa thì Hậu sẽ cập nhật cho cả nhà xem. Hậu xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ghé xem kênh Vườn Hạ Ngâu và xem cái clip cách dùng cỏ trộn đất ngày hôm nay. Mến chúc cho cả nhà làm vườn thật vui khỏe, thành công. Và xin hẹn gặp lần tới ha. Bye bye nào.